Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020 là một năm khó khăn đối với các lĩnh vực nói chung và xúc tiến thương mại nói riêng, bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, dẫn đến đại đa số các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống đều bị hủy bỏ. Nhưng thay vào đó, Bộ Công Thương đã nhanh chóng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu theo hướng kết hợp trực tuyến và trực tiếp, để giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác và thị trường xuất khẩu ngay tại sân nhà. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì sự tăng trưởng. Dự kiến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của cả nước tăng 5-6% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 5 triệu tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2019. Những kết quả ấn tượng này khẳng định tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, kết quả tích cực về xuất nhập khẩu và sự phát triển ổn định của thị trường trong nước có sự đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến thương mại. Kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta như vậy là cũng đã đạt đến 490 tỷ đô la Mỹ và tăng như vậy là 3,5% so với cùng kỳ của năm 2019. Đấy, nếu chúng ta thấy rằng trong một cái năm 2020 mà khó khăn như vậy, Covid như thế, tinh thần thì có thể nói là cũng rất là bị ảnh hưởng, thế nhưng chúng ta vẫn đạt được cái đó. Đặc biệt là về xuất khẩu thì là 11 tháng thì chúng ta vẫn đạt được 255 tỷ đô la Mỹ. Đấy, và tăng như vậy là 5,5% so với cùng kỳ. Đây là cái con số hết sức là đáng khích lệ. Đó là cái công là của trước hết là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, rồi dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Thế nhưng mà chúng tôi khẳng định và chúng ta có quyền khẳng định là có một phần công đóng góp của những người làm về công thương, những người làm về công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là về xúc tiến xuất khẩu. Thì tôi nghĩ rằng đây là những kết quả trước hết chúng ta cũng thấy rất đáng là vui mừng và chúng ta có quyền tự hào đóng góp vào một phần vào cái kết quả hết sức là đáng khích lệ như vậy. Năm 2020, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2020 phê duyệt 319 đề án, trong đó 253 đề án phê duyệt từ đầu năm kế hoạch, 66 đề án phê duyệt bổ sung, hơn 50% đề án điều chỉnh phương thức triển khai từ xúc tiến thương mại truyền thống sang kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhằm đáp ứng ngay với yêu cầu thực tế của thị trường. 80 đề án phải hủy thực hiện do tác động của dịch COVID-19. Như vậy, tổng số đề án thực hiện năm 2020 là 239 đề án, đạt 74,9% kế hoạch. Kết quả này chứng minh sự nỗ lực và quyết liệt của Bộ Công Thương cũng như hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại trong việc linh hoạt triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, truyền thống, Bộ Công Thương và các hệ thống các cơ quan xúc tiến thương mại cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối khách hàng, duy trì và phát triển kênh phân phối thị trường trong nước, củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu với chi phí thấp hơn. Chương trình đã hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt doanh nghiệp tham gia với hàng triệu phiên giao dịch trực tuyến với các nhà nhập khẩu trên khắp năm châu lục, bao gồm các thị trường xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Singapore và nhiều thị trường xuất khẩu xa xôi như châu Phi, Úc, Mercosur. Nói về kết quả của cái hoạt động xúc tiến thương mại trên cả nước á, thì bao gồm là các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại ở các địa phương, thì trong năm 2020 thì qua cái thống kê sơ bộ thì chúng tôi có được một cái kết quả là cả hệ thống cơ quan xúc tiến thương mại của cả nước thì là đã triển khai được trên 1.000 cái đề án xúc tiến thương mại và đạt được 70% các cái kế hoạch đặt ra. Thì đây thì nó bao gồm là những cái hoạt động xúc tiến thương mại rất là phong phú, từ là tổ chức hội chợ cho đến phiên chợ vùng biên, phiên chợ vùng sâu, rồi thì những cái kết nối cung cầu vân vân ở trên, chủ yếu là trên thị trường trong nước. Đấy, còn với quốc tế thì đa số là dưới hình thức những cái hội nghị trực tuyến, giao thương trực tuyến hoặc thậm chí là cả những cái hội chợ triển lãm trực tuyến nữa. Thì kết quả thống kê là cho thấy rằng là đã đạt được 70% kế hoạch đặt ra. Phải nói là trong một cái bối cảnh mà khó khăn như kinh tế năm vừa qua mà đạt được cái kết quả như này thì cũng là rất là đáng tự hào cho cái hoạt động của lĩnh vực xúc tiến thương mại. Thông qua việc triển khai trực tiếp chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, năng lực của các cơ quan xúc tiến thương mại đã được cải thiện đáng kể, tính chủ động và trách nhiệm được tăng cường, nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại được nâng cao và việc đầu tư cho hoạt động xúc tiến thương mại của các ngành hàng cũng như địa phương đã được chú trọng. Năm 2020, nhiều đề án xúc tiến xuất khẩu và thị trường trong nước lần đầu tiên được thực hiện theo phương thức mới là kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, tổ chức gian hàng trực tuyến, tổ chức hội chợ triển lãm trên môi trường số, tổ chức doanh nghiệp tham gia xúc tiến xuất khẩu qua các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như Alibaba, Global Sourcing, Amazon.
các địa phương đã tích cực chủ động triển khai xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm địa phương tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nắm bắt đúng xu hướng tiêu dùng và phát triển thị trường cho sản phẩm đặc sản vùng miền, nông sản sạch, tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý của các địa phương, góp phần tạo kênh phân phối bền vững cho sản phẩm địa phương trên thị trường nội địa. Kết hợp thực hiện cái chủ trương của chính phủ là thực hiện mục tiêu kép, cụ thể là tụi tôi tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành các chương trình kích cầu nội địa, thì qua cái chương trình này thì cũng thu hút rất là nhiều cái doanh nghiệp, đặc biệt là cái việc mà khuyến mại là của các cái doanh nghiệp là tăng khoảng trên 200% so với cái bình thường. Thì cái này cũng góp phần là tiêu thụ tốt các sản phẩm hàng hóa của bà con nông dân làm ra và cũng cung ứng đảm bảo cho cái thị trường nội địa. An Giang là một trong những cái tỉnh có thế mạnh về ba loại chính. Một là lúa gạo và nếp. Thứ hai là đối với cá tra, cá ba sa. Thứ ba là rau màu và trái cây. Chúng tôi hy vọng qua những cái quảng bá thương hiệu trực tiếp cũng như là qua những thông tin của các doanh nghiệp An Giang cung cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà đầu tư, cũng như qua kênh của các tham tác thương mại, thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng như là những cái doanh nghiệp ở nước ngoài nhìn thấy được cái thế mạnh sản phẩm của An Giang và thấy chất lượng của sản phẩm thông qua cái công tác sản xuất và chế biến của tại An Giang, thì từ đó tìm được cái thị trường để tiêu thụ, đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng như là tiêu thụ hàng hóa của sản phẩm của An Giang ra nước ngoài. Định hướng năm 2021, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội xây dựng và triển khai các đề án xúc tiến thương mại mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế, huy động các địa phương xây dựng và triển khai chương trình quảng bá sản phẩm có thế mạnh của vùng nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực xúc tiến thương mại, tăng cường phối hợp với các địa phương trong triển khai chiến lược xúc tiến thương mại đối với ngành hàng mang tính bền vững, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động giao thương kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tổ chức hội chợ trực tuyến quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các thị trường quốc tế và xây dựng ngành thương hiệu hội chợ thường niên làm điểm đến tin cậy để tìm nguồn hàng xuất khẩu đối với khách hàng nước ngoài, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các cơ hội thị trường Việt Nam có FTA. Trong năm 2021, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ đưa vào ứng dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến thương mại như cơ sở dữ liệu tập trung trực tuyến về xúc tiến thương mại CRM, cổng truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại www.itrace247.com, hệ sinh thái xúc tiến thương mại Vecobiz, tích hợp các dịch vụ xúc tiến thương mại, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống theo hướng có trọng tâm, trọng điểm về thị trường, ngành hàng khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.